Xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang đứng ở trục đường Miếu Gò Sòi nè cô chú anh chị ha. Miếu Gò Sòi này là thuộc số em đang đứng ở số 30 nè. Miếu Gò Sòi thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hướng này nè, cô chú anh chị đi thẳng ra cuối đường, quẹo phải là ra tới Lê Quế là gặp đường số 14. Đi thẳng cuối đường là cô chú anh chị sẽ gặp mặt tiền đường của số 14 nha. Đường số 14 thì mình rẽ phải, mình ra Lê Quế đối diện nhà hàng Valentine. Còn hướng ngược lại này á thì cô chú anh chị sẽ ra được Gò Sòi, đường Gò Sòi nha cô chú anh chị. Gò Sòi thì nó cũng sẽ ra được Lê Quế và Tân Kỳ Tân Quý luôn. Đó, hướng này nè. Còn cái căn nhà mà em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị là nó nằm ở trong cái hẻm 24 đường Miếu Gò Sòi. Thì giờ cùng mời cô chú anh chị vào tham quan bên trong của ngôi nhà nha. Hiện tại đang trong hẻm này nè cô chú anh chị. Hẻm này thì thông nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị rẽ phải, từ đây vô là có những cái hẻm rẽ phải đó, là mình sẽ ra được mặt tiền đường của số 14 nha cô chú anh chị ha. Đó, mặt tiền đường số 14. Còn nhà của mình hiện tại là đang thuộc hướng Bắc. Thuộc hướng Bắc và nhà thì hẻm thông. À, hẻm xe hơi thông, rất là tiện lợi trong cái việc mình di chuyển xe hơi luôn nè. Mấy cái đường này nè cô chú chị là đều ra được đường số mặt tiền đường của số 14 hết nha. Còn mấy căn nhà em muốn giới thiệu là ở đây trong hẻm này nè. Đó, hẻm này cực kỳ rộng luôn nha cô chú chị. Đó, cái căn nhà mà em muốn giới thiệu là căn nhà màu đen này nè. Căn nhà này cô chú anh chị ha. Còn hướng này mình đi thẳng ra đó, mình quẹo trái là mình ra lại mặt tiền đường của Miếu Gò Sòi tiếp. Giờ cùng mời cô chú anh chị vào tham quan bên trong ngôi nhà nha. Thì nãy em cũng đã sơ lược cho cô chú anh chị xem về cái vị trí đường đi để vào nhà rồi cô chú anh chị ha. Đó, đường trước nhà của mình rất là rộng nha, tầm 5m cô chú anh chị ha. Hướng này thì cô chú anh chị đi thẳng nè, đi thẳng lên rẽ trái là ra tới mặt tiền của đường Miếu Gò Sòi tiếp. Đó, con đường rất là rộng. Đường này thì xe hơi vào đến tận nhà thoải mái nha cô chú anh chị ha. Căn nhà của mình hiện tại là ngang là 4 và dài là 8m. Nhà mình được thiết kế là một trệt nè, một lầu. Đây là bên trong của ngôi nhà. Đó, nhà được thiết kế một trệt một lầu. Công năng sử dụng của nhà này là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh của chú chị ha. 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Còn nhà mình là rất là tận lợi trong cái việc mình di chuyển ra cái đường số 14 luôn á. Đó, cô chú anh chị đi thẳng ra. Đi thẳng ra là sẽ có đụng thêm một cái đường nữa đối diện. Thì mình sẽ đi thẳng luôn là ra tới mặt tiền của đường số 14. Đường đó thì vẫn xe hơi vào đến đường số 14 luôn cô chú chị ha, xe hơi vẫn đi được thoải mái luôn. Và nhà mình hiện tại chủ chia sẻ với em với mức giá là 3.390.000.000 và giá này thì còn thương lượng. Nhà thì trống, nhà mới sơn phết lại cô chú chị ha, mình vào ở liền luôn, rất là tiện lợi trong cái việc dọn vào ở liền luôn. Đó, 3.390.000.000 của chú chị và giá này thì vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Thì cô chú chị nào mà cần mua nhà thì liên hệ em, và có nhà cùng quay thì có thể gọi em nha. Em sẽ qua em review về vị trí ngôi nhà và tất tần tật là bên trong của ngôi nhà cho cô chú chị. Và căn nhà này á cô chú chị thì chủ chia sẻ với em 3.390.000.000. Nhà hiện tại đang thuộc hướng Bắc cô chú chị ha. Hướng Bắc, đường trước nhà rộng tầm 5m. Nhà thì có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và em sẽ giới thiệu bên trong cô chú chị xem. Đây là cái phòng ngủ bên trong nè cô chú chị. Đó, phòng ngủ bên trong, một phòng. Phòng thứ nhất là cô chú chị. Đó, đầy đủ hết rồi. Đó. Và phía này mình sẽ có một cái lối đi nè. Và mình sẽ có một cái phòng bên đây nữa. Là hai phòng của chú chị ha. Đó, nhà vẫn còn tương đối rồi cứng cáp và mới.
Đó, còn vị trí này thì nó là ban công này của chú chị. Đó, cái ban công. Nhà mình có lan can rồi đầy đủ hết nha. Đó. Và nhà mình hiện tại đang nằm ở hướng Bắc. Thì cô chú anh chị nào yêu mến thân thích căn nhà này thì liên hệ em để sở hữu nha. Nhà ngang 4 dài 8. Được thiết kế là một trệt một lầu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. À, nhà là hướng Bắc và giá chủ nhà chia sẻ với em là 3.390.000.000. À, và cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ em để sở hữu. Và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới cho em quay. Và em Hoàng chuyên review nhà phố tất cả các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của em. Cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều.